Chào anh em nhé. Hôm nay lên bữa cho anh em một món hàng công nghệ. Món hàng này thì là nó liên quan đến nhiếp ảnh, đó là cái máy ảnh không dung lật của Nikon. Thì bây giờ ta mở ra xem thế nào anh em nhé. Hàng này ở Việt Nam nó ít hơn tôi mua đồ cũ anh em. Đây là các cái ống kính, mời anh xem trực. Đây nha, đây là cái ống kít kèm theo. Đây, cái mặt hàng tôi mua ra đây nha. Đấy là cái máy ảnh Nikon 1G5, là dòng thứ 5 của dòng mirrorless của Nikon. Tôi để xem thì con phụ kiện như thế này nhé. Đây, sơ bộ cái máy nhé. Thì nhìn quá thì thấy có vẻ nó còn đẹp lắm. Được tấn trang lại chứ, nhà bán hàng có tấn trang lại. Có sạc sửa sạc đôi bị nhé. Rồi. Đây là cái đốc sạc pin, thấy cái giống có vẻ giống cái đốc của Nikon 1 của tôi ngày xưa. Cái này có thể cầm về là lá rồi. Đây là cặp micro USB, chắc là để có dữ liệu về sạc trực tiếp trên máy. Đây, cái thẻ bán hàng. Đây, nhà bán hàng này nha. Như vậy là hết đấy nhá. Mình thử mở ra đây, đẹp cái máy kìa, cái lens nữa. Sẽ xem thử là nút trắng ở đâu. Ở đây. Đây anh em sẽ gắn nút trắng anh em đây nha. Sẽ gắn vào đây đúng không? Đây thì anh em thấy cái coi như vậy đấy không? Đấy. Để bật máy làm thế nào? Đẩy đây, con lọc đấy. Đến đây anh em ạ. Thì cái Nikon 5 này, Nikon G5 này là nó là cái đời thứ 5 cho cái dòng không dung lật của Nikon. Thì cái đời đầu có ra thì tôi có một con Nikon G1 ấy. Nhưng bây giờ nó hơi tụt xuống so với nhu cầu chụp ảnh của tôi, cho nên tôi định đầu tư con này chính hãng Việt Nam nó hơi ít. Tôi phải mua loại đồ cũ của một cái shop máy ảnh. Thì con này có cái hay là nó quay được phim 4K nha, 4K chụp ảnh đi 20 megapixel. Nó được function, nó chuyển từ trên này lên đây là cái chế độ này, chế độ ưu tiên cầu đồ, ưu tiên mặt trập, ưu tiên tốc độ này, chụp tay này, có quay phim này, đây đủ quay phim một chục này, nó kèm nó cái ống kít 10-30. Thì con này nó hơn, nó đẹp hơn con remote nó gói bảng này nha này, gói bảng này, bảng này còn đẹp xế. Con này còn hơn còn trong mấy cái trong đâu nữa, nó còn có là kết nối wifi, kết nối wifi đúng không? Con này đẹp xế. Anh em xem một vòng. Đấy.
là pin, theo từ cục pin là bao nhiêu, pin là 850 mAh nha, 850 6,2W. Thì nhà bán hàng tặng kèm những cái thẻ nhớ đấy, thẻ nhớ 16GB micro USB. Như vậy là con Nikon 1 của tôi thì dùng để nha, mà dùng thẻ SD đấy. Đây, đây là dưới máy này, khẽ vặn tripod này, là cái thông số này. Nikon 1G5 sản xuất tại Trung Quốc. Còn bên này thì có các cái cổng kết nối này, gồm có micro USB và mini micro HDMI. Nhìn có vẻ mà mèo không biết là dùng bao nhiêu không. Đây là cái nút để bật bật đèn flash. Đây, đèn flash này. Flash cặp. Đây có ba cái nút, một nút on off, hai nút điều khiển chế độ với ba nút chụp và quay phim. Đây thì có 1, 2, 3, 4, 5 năm nút, đó là nút xóa này, nút bắt wifi này, bắt wifi nút xóa này, nút menu này, nút xem hình. Còn đây là cái vòng chuyển chế độ chụp nhanh. Còn cái màn hình này nó có cái hay là nó lật được. Anh em nhìn mở ra này, nhìn để chế góc chụp này, quay ngược lên để chụp selfie. Lặp lại. Đây là hai cái chỗ đeo dây. Thì tôi sẽ test qua cái ông kit kèm theo máy là ông 1030. Tôi sẽ test một số ảnh video, sau đó tôi sẽ review cho anh em về chất lượng của cái máy này như thế nào nhé. Máy ra đời 7 năm rồi. Anh em ngắm lại lần nữa nghe. Máy nhá. Rồi, chào anh em nhé, đây là cái video mở hộp mua online cái máy ảnh Nikon Remote hàng second hand, G5, Nikon G5.